vé đã hoàn thành ha. Và hy vọng là những cái chú chim của mình sẽ có những cái không mồi tươi để mà ăn thường xuyên. Với một cái AV mà rộng khoảng trên 60 m² thì các bạn thấy là vấn đề thức ăn của nó rất là quan trọng, tại vì hàng ngày á là chúng ta cho nó ăn á là cũng rất là nhiều, nhiều khi á là mỗi ngày khoảng 20.000 dế mà nó ăn sạch luôn đó, các bạn thấy không? Rồi nó còn ăn thêm chuối, thêm nhiều thứ khác nữa đó. Do đó là sáng nay á là mình tính làm một cái chuồng nuôi dế. Thì đây là dế cho ăn bình thường trong cái này ha. Các bạn thấy là dế nó ở trong này. Thì mình sẽ làm một cái chuồng dế bằng cái thùng mút để cho những cái con chim nó ăn, và mình cũng bảo quản được dế lâu. Vì mỗi ngày bây giờ dịch bệnh mà đi ra đường mua dế thì cũng rất là khó khăn. Đây là cái những cái nguyên liệu để mình làm cái thùng nuôi dế đơn giản ha. Thì cái này là mình nuôi không phải là để thương phẩm gì hết, mà nuôi để bảo quản mấy con dế cho nó khỏi chết, và thứ hai là nếu mà nó sinh sản được thì càng tốt ha. Tại vì cái AV mà mình cứ mỗi lần mà đi mua dế nó rất là bị động, thì chúng ta mua nhiều nhiều thì chúng ta nhốt ở trong này cũng được. Cái thùng này á thì con dế nó leo lên được, dế là nó leo lên được những cái bề mặt trơn thì nó không leo, thì chúng ta đã chuẩn bị sẵn một cái cuộn băng keo trong để chúng ta dán cái mặt trong ở phía trên này thì con dế nó sẽ không ra được ha. Thì chúng ta tiến hành làm luôn ha. Rồi mình dán cái mặt trong này. Cố gắng làm sao là dán cho nó phẳng, đừng có bị nhăn. Nó nhăn thì con dế nó có cái lớp cái đội bám được thì nó lại leo lên. Hơi dở ha, hơi nhăn rồi đó. Nhưng mà chúng ta sẽ dán làm nhiều lớp. Dán phía dưới nữa. Chúng ta sẽ dán giáp vòng ha. Cố gắng là cho nó thẳng thớt một chút xíu. À, được một vòng rồi ha. Chúng ta cắt ở đây. À, chúng ta dán thêm ở phía dưới này nữa để làm sao mà nó có hai lớp luôn ha, ở phía dưới này nữa nè ha. Rồi mình dán luôn ở phía dưới này ha, dán phía trên xong rồi dán phía dưới luôn. Nói chung là mình dán ha khoảng 2-3 cái đi, nhiều nhiều lên để cho con dế nó trơn thì nó không có. Hơi xiên rồi. Phải làm từ cẩn thận, bởi vì nó phải ăn sát vô chứ không có để khe hở nha. Đó. Nếu mà nó bị xiên á thì chúng ta cắt bỏ, chúng ta dán lại cái khác. Cái này là chưa được nè. À, cái chỗ này nó nhăn nè, bỏ đi ha. Nói chung là đừng có tiếc, tại vì chúng ta cắt mà nó không phẳng là nó sẽ tạo cái điều kiện cho con dế nó leo lên được, nó không có tác dụng ha. Rồi chúng ta đặt hai lớp rồi ha. Chúng ta làm thêm một lớp ở dưới nữa cho nó chắc. Nói chung là tụi nó thì chỉ lên được tới đây thôi, không có cho xuống nữa ha. Chúng ta dán thêm một lớp nữa. Nói chung là ba vòng băng keo như vậy là yên tâm rồi ha.
chúng ta làm dán nha. Ở trong này đây là cái điều rất là quan trọng, tại vì nếu không là con dế là nó sẽ leo lên, nó leo lên tới đây thì nó sẽ trơn, nó rớt xuống lại, cái chân nó không có, cái máu của nó sẽ không bám vô đây được. Một điều quan trọng nữa là chúng ta phải làm nước uống cho dế ha. Thì không phải là để như vậy là được, tại vì để cho đầy đổ nước vô á, cái này cắt thì chai nước suối ra thôi. Chúng ta sẽ làm nhiều cái máng rộng hơn nữa trong cái dĩa chẳng hạn. Mình này làm này đơn giản để thí nghiệm thôi. Thì nếu mà đổ nước vô đây á, con dế nó leo vô đây nó sẽ chết. Nó không leo được, nó chết nước trong này. Thì chúng ta sẽ làm một cái khăn để nhét vô đây, thấm nước lên và nó sẽ uống nước từ từ. Và chúng ta sẽ thay được nước rất là dễ. Chúng ta có thể làm miếng mút rửa chén cũng được, nhưng mà mình thì chưa có mút ở đây sẵn thì mình làm cái khăn. Này hơi phí ha, cắt ra. Cắt dọc theo này đi. Rồi, thì mình xếp cái khăn lại thôi. Đây, chúng ta sẽ để đất kính lên đây luôn ha. À, kính cái này lên đây, thì con dế nó có leo lên đây nó cũng không chết. Và khi đó chúng ta sẽ đổ nước ngập cái này, thì cái này nó sẽ thấm nước và con dế nó sẽ uống nước từ từ ở trong cái này. Rất là đơn giản, nếu mà chúng ta không có mua được miếng mút thì, nhưng mà chúng ta, mình để ý là thấy là dế nó uống ở trong cái miếng dẻ thấm nước này nó tốt hơn là uống trong miếng mút. Thì cái nền này thì mình có để, có thể sau này mình để ngóc ngách nhiều ở trong đó để cho mấy con dế nó có cái chỗ mà nó trú ẩn. Chúng ta có thể nhét một số cái xanh gỗ vô đây cũng được ha. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ đổ thêm một ít sơ dừa vô ha, cho nó có những cái ngóc ngách ra rồi. Nhưng mà một bên này thì đó, còn một bên này thì mình để cái này, mình sẽ bỏ đất vô đây, trong này là đất đó. Còn cái chỗ uống nước của nó thì có thể mình để một cái góc khác, góc bên này đi chẳng hạn, như vậy đó, một cái góc bên này là chỉ để chống uống nước thôi ha. Và chúng ta sẽ đổ đất vô đây, đất này là đất muồng có sơ dừa này nha, để cho nó con dế có thể nó đẻ được trong này. Đây là đất muồng sơ dừa, chúng ta để cho tạo một cái môi trường thiên nhiên ở trong cái chuồng dế, và nó cũng có cái tạo được một ít cái độ ẩm cho chuồng dế ha. Đấy, chúng ta để đây. Rồi ngoài ra thì chúng ta có nên có cái bình giống như vậy, chúng ta đổ nước vô để lâu lâu chúng ta xịt cho nó ẩm cái chuồng, chứ ta không có đổ nước vô ha. Lâu lâu xịt thôi chứ không có xịt nhiều quá thì con dế nó ướt lâu ngày thì nó bệnh, hoặc là nó bị mốc nấm, mốc này kia nó bị nấm ha. Kinh nghiệm là nếu xịt nước ướt qua cái chỗ mà nó mà không có khô ráo thông thoáng thì nó sẽ bị ướt, thì nó sẽ bị nấm. Và đây là một cái nắp đậy bằng lưới ha, mình đậy lại như thế này để cho con dế nếu mà nó muốn ra thì nó cũng không có ra được ha. Đó, thì đậy theo chiều này cũng được, hoặc là đậy theo chiều này cũng được. Nói chung là thứ nhất là tránh dế ra, thứ hai là tránh những cái con vật khác nó ăn dế nó sẽ chui vào. Thì vì nếu mà mình để không kỹ thì có một số cái con giống như là rắn mối hoặc là những cái loại con bò sát khác nó sẽ vô nó ăn. Rồi chúng ta đổ nước vô đây ha, đổ nước cho nó xâm xấp lên đây thôi, đừng có đó, nó không có tràn ra, nó vừa đây thôi, nó không đổ ha, đất lư không đổ và con dế nó leo lên đây nó cũng uống được. Đây chúng ta để góc bên này, đây là đất ẩm ha. Rồi thì còn đây là cái bình này, lát để chúng ta xịt cho nó ẩm cái chuồng, hoặc là chúng ta xịt trước cũng được. Xịt cho nó ẩm ẩm thôi ha. Rồi xong thì bây giờ chúng ta sẽ để bỏ dế vô. Và thức ăn của dế thì nó rất là đa dạng. Bây giờ thì mình đang có sẵn ở nhà là dưa hấu và dưa leo. Thì đây là những cái món ăn dế cũng rất thích ăn. Và nó ăn cái này thì được cái là nó sẽ có nước sẵn trong này luôn, nó khỏi phải uống nước nữa ha. Thì chúng ta để đây để nó tự động nó leo vô nó ăn thôi ha. Rồi thì bây giờ là cái giai đoạn quan trọng nhất là chúng ta thả dế vô. Dế thì chúng ta ra ngoài mua thôi. À, dế đây ha, chúng ta thấy là ở ngoài chúng ta chỉ cần mua khoảng 10.000, 20.000 gì đó là rất là nhiều dế rồi. Ta để cho đây.
Và đây là con dế trưởng thành. Con dế này là dế mái, nó có cánh rồi và cái cánh nó trơn, dế mái. Còn dế trống thì nó cũng có cánh nhưng mà nó có gai để nó cạ cọ xác cho nó tạo được cái tiếng gáy đó ha. Rồi chúng ta bỏ vào đây luôn. Đây là dế trống nè, đây là dế trống ha. Con này á, là nó gáy được nè, cánh nó có gai ra và nó dế lửa, giống như dế lửa như mình đó. Đây là dế thái. Những con dế này thì có trống có mái thì nó mới đập mái, nó mới đẻ được ha. Còn đây là con dế mà chưa lột xác, nó chưa trưởng thành ha, nó như thế này thôi, chưa trưởng thành. Thì con dế này á, là vài bữa thì nó với mọc cánh, nó lột xác, nó mọc cánh ra và nó trưởng thành ha. Thì trong đàn đàn dế có những con dế như vậy luôn ha. Chúng ta thải vào đó. Sau khi chúng ta thả dế vô thì chúng ta có thể là bỏ một ít rơm vào ha. Này, một ít rơm vào để cho nó có vẻ hoang dã đồng quê. Nó con dế nó ăn dưa hấu ha, ăn dưa hấu này nè. Đây chúng ta thả rơm thả rác ra để cái này vô và những con dế nó trú ẩn trong này nè ha. Có cái này là nó trú ẩn là nó rất thích. Chúng ta để như thế này thôi đó. Và đây là nước cho dế nó uống rồi, để ngay gốc này. Như vậy là hoàn thành cái chuồng dế rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại thôi và để chỗ thoáng mát, không có để chỗ ánh nắng mặt trời chiếu vào nhiều quá thì nó sẽ nắng. Và những con dế các bạn thấy không, nó leo lên tới đây là nó không leo được nữa, thì có băng keo nó dán lại rồi ha. Rồi thì hoàn thành cái chuồng dế như vậy là ổn rồi, thì chúng ta đậy lại thôi. Đây, đậy cái này lại ha. Cái này nó cất kín rồi, nó có con dế đấy không có chui ra được và những cái con ăn dế nó cũng không có chui vào được. Ngoài dưa hấu, dưa leo thì dế nó cũng rất thích ăn cái lá cây này, là gọi là lá cây chùm ngây. Thì chúng ta sẽ bứt một ít lá chùm ngây để bỏ vào trong cái chuồng dế luôn nha các bạn. Đây, lá chùm ngây này rất có nhiều chất dinh dưỡng ha, và con dế nó cũng rất thích ăn. Nói chung là chúng ta sẽ cho ăn mồi tươi. Ngoài cái này ra thì chúng ta sẽ bỏ cám gà. Nhưng mà cái chính đó là con dế nó ăn mồi tươi nhiều thì giống như gà thả vườn như vậy, thì cái chất dinh dưỡng trong con dế nó nhiều và con chim mình nó ăn thì nó sẽ chống chọi được bệnh tật và nó là bổ dưỡng hơn là nó ăn mà những con dế chuyên nuôi bằng cám gà không. Bây giờ chúng ta bỏ lá chùm ngay vô đây luôn. Đó, rất là hấp dẫn ha. Nhìn cái chuồng dế như vậy là những con dế, và chưa gì hết là có một chú dế là đã lột xác rồi nè. Đó, con dế này nó lột xác nè, các bạn thấy nó lột xác không? Đây, nó đang lột xác nè. Dế này đang lột xác nè. Đó, các bạn thấy nó lột xác không? Mới bỏ vô là nó đã lột xác rồi. Đó, nó sẽ lột xác thành một cái con dế có cánh, chứng tỏ là bụng dế này nó cũng rất là phát triển ha. Mới vừa bỏ vô cái chuồng dế mới vừa khai trương xong mà lột xác, đây là một cái tín hiệu rất là vui, chứng tỏ là dế nó đã thích nghi và nó sẽ sinh sản ở trong này cho chúng ta để chúng ta cho chim ăn. Đối với cái những bạn mà nuôi ít thì không sao, nhưng mà nếu mà chúng ta nuôi dế, nuôi chim mà nhiều á, vài chục cặp trong cái AV lớn á, thì nuôi dế nó cũng rất là quan trọng. Nó vừa chủ động nguồn thức ăn và nó cũng giảm được, tiết kiệm được tiền mua dế rất là nhiều ha. Các bạn thấy con dế nó đang lột xác gần xong rồi không? Dế lột xác này ha. Khi nó lột xác hồi nãy mình nói là dế chưa trưởng thành á, bây giờ nó lột xác ra là các bạn thấy nó có cái cánh rồi đó. Đó, nó đang lột xác ra là nó sẽ có cái cánh. Và con dế này nó lột xác rất là nhanh luôn ha. Đó, lột xác rồi đó. À, đó là mình chia sẻ kinh nghiệm làm một cái chuồng nuôi dế đơn giản để chủ động nguồn thức ăn cho AV. Và mình cũng rất là mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để hoàn thiện hơn nữa nha. Và nếu mà làm cái clip này nó có gì sai sót thì các bạn cũng góp ý nha. Xin cảm ơn các bạn. Và đây là cái kênh là Alex Hồ Câu Cá Biển.com của mình.